Phương Thanh chia sẻ sự trùng hợp mất mát của Minh Thuận và sầu nữ Úc Bạch Lan. Ngoài ra, Phương Thanh cũng gửi một bài thơ đến người bạn thân quá cố Minh Thuận sau khi bị trách vô tâm. Năm 2016 là một năm mất mát của làng giải trí Việt khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng qua đời. Gần đây phải kể đến sầu nữ Úc Bạch Lan và Minh Thuận. Đây cũng là hai người mà nữ ca sĩ Phương Thanh rất yêu quý và kính trọng. Mới đây, Phương Thanh tiết lộ điều trùng hợp đau thương giữa hai người nghệ sĩ này. Anh Minh Thuận và má Úc Bạch Lan, mọi người cùng diễn viên trong vở cải lương Kim Vân Kiều. 49 ngày của anh Thuận cũng là ngày ra đi của má. Minh Thuận, Phương Thanh, nghệ sĩ cải lương Úc Bạch Lan từng diễn chung vở Kim Vân Kiều. Sự ra đi của cây đại thụ trong làng cải lương Úc Bạch Lan để lại niềm tiếc thương cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có Phương Thanh. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ đến thắp hương chia buồn với gia đình của nữ nghệ sĩ tài hoa. Khi Minh Thuận qua đời, nhiều người trách Phương Thanh vì không về dự đám tang, nhưng nữ ca sĩ giả từ dĩ vạn giải thích, người mất trong vòng 49 ngày, vong linh rất yếu, hồn phiêu phách tán, ta tránh không nên nhắc nhiều mới là tình thương, từ bi trí tuệ. Chanh không nhắc tới vì để người mất không phải lưu luyến cõi trần, mất là phải về với Chúa và Phật. Điều này giúp Phương Thanh nhận được sự cảm thông từ mọi người. Sau 49 ngày Minh Thuận, Phương Thanh đã gửi đến người bạn thân một bài thơ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!